Một bộ tin và sóng xin kính chào quý vị. Xin mời quý vị cùng nghe bài đọc đức tin với tựa đề Nghe và hiểu. Vào thời phương tiện truyền thông nhanh nhất lúc đó là qua điện tín, đánh bằng khẩu hiệu Morse. Một thanh niên đọc thấy quảng cáo cần nhân viên của một công ty viễn thông Morse nên anh đến xin việc. Đến nơi, anh bước vào một văn phòng lớn. Nhân viên làm việc nhộn nhịp, tiếng máy Morse gửi và nhận điện tín vang khắp nơi. Anh nhìn thấy bản chỉ dẫn tại bàn tiếp tân, bảo người xin việc hãy điền đơn, gửi tiếp viên và ngồi chờ được gọi vào phòng phỏng vấn. Anh thanh niên điền vào đơn, nộp cho tiếp viên và ngồi chờ với 6 hay 7 người xin việc khác. Nhưng vài phút sau, người thanh niên tự động đứng lên đi thẳng vào phòng phỏng vấn bên trong. Các người xin việc khác ngạc nhiên và cười bảo nhau rằng chắc chắn anh này sẽ bị tống cổ ra vì họ tới trước anh nhưng vẫn chưa được gọi vào phòng phỏng vấn. Tuy nhiên, vài phút sau, người chủ tiễn anh thanh niên ấy ra cửa và nói với những người đang chờ rằng: "Thưa các ông, cảm ơn các ông đã đến, nhưng công việc đã có người rồi." Những người xin việc kia bắt đầu phản đối, có người lớn tiếng bảo: "Tôi thật không hiểu lối làm việc của ông. Anh kia là người đến sau cùng, trong khi chúng tôi chưa hề có cơ hội được phỏng vấn. Thế nhưng anh ta lại được nhận, thật là không công bình." Người chủ đáp: "Thật đáng tiếc, nhưng cách đây vài phút, đang khi các anh ngồi chờ gọi vào phòng phỏng vấn ở đây, thì có một điện tín gửi ra ngoài bằng Morse code với nội dung như sau: nếu ai hiểu sứ điệp này và bước vào bên trong, thì việc làm thuộc về người đó." Trong các anh không ai hiểu tín hiệu Morse ấy cả, chỉ có anh này hiểu, cho nên công việc thuộc về anh ta. Chúng ta thường gây nên rắc rối trong các mối quan hệ chỉ vì đã không chịu cẩn thận lắng nghe. Chúng ta thường khám phá ra rằng mình đã không chịu lắng nghe người khác theo cách mà họ đáng được lắng nghe. Ngày kia, có hai ông chồng tâm sự với nhau. Một người nói: "Vợ tôi nói cho bà ấy nghe quá nhiều." Người bạn đáp: "Vợ tôi cũng vậy, nhưng bà ấy lại không biết điều đó. Bà ta nghĩ tôi đang lắng nghe." Câu gốc suy gẫm: "Tôi sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi thành lũy, chăm chú nhìn xem Ngài bảo tôi điều gì, và tôi sẽ có câu trả lời thế nào cho thắc mắc của tôi." Habakkuk chương 2 câu 1. Muốn thật hết lòng.